Dựa trên những kinh nghiệm thực tế tại chiến trường Ukraine, Nga đã phát triển hệ thống đối kháng điện tử tự động hóa có khả năng ngăn chặn các tổ hợp máy bay không người lái với tên gọi Stupor. Là sản phẩm của công ty cùng tên, hệ thống đối kháng điện tử Stupor được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu tĩnh, căn cứ, kho tàng khỏi mối nguy cơ từ các loại UAV tự sát. Điểm đặc biệt của Stupor là khả năng hoạt động tự động hóa hoàn toàn nhờ hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo. Khi phát hiện ra mục tiêu, hệ thống sẽ tự động phân tích, nhận diện và đưa ra phương án áp chế điện tử phù hợp. Thông tin về hoạt động áp chế sẽ được gửi tới thiết bị di động của người điều khiển. Hệ thống Stupor được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa các hệ thống trinh sát radar mảng pha, máy quét tần số vô tuyến, hệ thống nhận dạng UAV quang học và thiết bị phá sóng áp chế mục tiêu. Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống Stupor được tích hợp thiết bị quan sát quang học nhờ dựa trên kinh nghiệm chiến trường về việc không phải lúc nào radar cũng có thể nhận diện được UAV tấn công, nhất là các thiết bị có kích thước nhỏ và hoạt động ở độ cao thấp. Hệ thống Stupor hoạt động dựa trên nguyên tắc phát sóng ca nhiễu hoặc làm gián đoạn kênh điều khiển máy bay không người lái, thay thế tọa độ và ngăn cản kết nối giữa trung tâm điều khiển với UAV mục tiêu. Hệ thống có khả năng phát hiện UAV ở phạm vi 5 km và tạo ra vùng áp chế điện tử rộng tới 2 km xung quanh vị trí cần bảo vệ.